Kính thưa quý vị, qua gần 3 tuần lễ, và thật ra là hơn 3 tuần lễ rồi, cái tình hình chiến tranh tại Ukraine mà nước Nga xâm lược đó, đến nay đó thì nước Nga phải cần thiết thay đổi một chiến lược, bởi vì theo như chiến lược cũ là đem xe tăng Đại Bác rồi ở trên máy bay thả bom rồi bắn phi thuyền mà bắn quả tiễn missile tới đó thì dường như là nó không có hữu hiệu lắm. Và bây giờ thì nước Nga đã đổi một chiến dịch, tức là họ tuyển mộ những quân lính của quốc gia Syria đó, là một cái nơi mà ở đó nó có nhiều cái cuộc chiến tranh đẫm máu từ mười mấy năm vừa qua đó. Thì bây giờ nước Nga là bắt đầu đổ tiền để mà mời gọi, để mà tiếp nhận cũng như là để kêu gọi những cái người lính của Syria để qua giúp cho người Nga trong cái cuộc chiến đấu. Nói như vậy có nghĩa rằng quân đội của Nga họ đã cảm thấy rằng họ đã bạc nhược, mệt mỏi, và cái tinh thần chiến đấu đối với nước Ukraine là vô nghĩa, cho nên cái tình trạng này đã khiến cho cái sự kiện mà chiến tranh ở tại Ukraine không thể thắng nổi trong 3 ngày, huống chi là bây giờ đã gần 1 tháng trời rồi. Thành thử ra cái chiến dịch này là một cái sự thay đổi hết sức là đặc biệt, mà ông Putin cần phải đổ nhiều tiền hơn nữa để mà mướn được gọi là lính đánh thuê đó, từ nước Syria để mà đánh vào cái phía miền Tây, nghĩa là ở cái phía mà gần giáp giới với các quốc gia Tây Âu. Thì đó là cái điều mà ngày hôm nay chiến dịch của Ukraine đã thay đổi do cái sự kiện mà binh lính của nước Nga cũng đã mệt mỏi, và có lẽ là bây giờ họ sẽ tìm một số những binh lính của đất nước Syria là vốn có một cuộc chiến tranh nội chiến đó, họ đã có kinh nghiệm, và chính vì vậy mà bây giờ cái đoàn quân này trở thành một cái đoàn quân khá thiện chiến, cho nên cái điều này cũng rất là mệt mỏi đối với quân dân của Ukraine phải chống đỡ thù trong giặc ngoài.